Soi kèo bóng đá hôm nay Norwich với Liverpool. Diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2 tại sân Carrow Road, Premier League 2019-2020. Những chú chim Hoàng Yến vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ, khi ở vòng đấu vừa qua, Norwich chỉ có trận hòa với tỷ số 0-0 trong chuyến đến làm khách trước Newcastle. Một trận đấu mà họ đã thi đấu lấn lướt hơn rất nhiều, nhưng các học trò của huấn luyện viên Farke đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để tìm bàn thắng. Cụ thể trong cả trận đấu họ đã tung ra đến 19 pha dứt điểm, tuy nhiên trong đó chỉ có 4 lần bóng đi trúng mục tiêu, nhưng không thể đánh bại thủ thành đối phương, và còn lại có đến 9 pha bóng tan vào hư vô. Như đã nói, với trận hòa này, thì Norwich vẫn đang đứng ở vị trí cuối cùng dưới bảng xếp hạng Premier League với 18 điểm, hiện đang kém nhóm an toàn lúc này đang là 7 điểm. Đến với trận đấu muộn vòng 26, dường như khoảng cách với nhóm an toàn vẫn chưa thể nào rút ngắn sau khi vòng đấu này kết thúc, khi họ phải đón tiếp Liverpool đến làm khách. Trải qua 5 trận đấu gần nhất, Norwich đang có cho mình 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Mặc dù có được lợi thế rất lớn đến từ sân nhà, nhưng với phong độ thất thường như hiện nay và cùng với đó là sự thua thiệt về đẳng cấp rất nhiều, thì đội bóng của huấn luyện viên Farke cũng không được giới mộ điệu đánh giá quá cao trong trận đấu này, khi mà trong bối cảnh đội khách lần này chỉ đang mong chờ từng ngày đếm ngược để nâng cao chức vô địch. Vì vậy, thất bại hoặc thậm chí là đại bại ở trận này cũng không là kết quả quá tệ đối với Norwich. Phía bên kia chiến tuyến, mặc dù chỉ để cho đội trẻ U23 bước vào trận đấu lượt về vòng 4 FA Cup đón tiếp Shrewsbury, nhưng Liverpool vẫn có được cho mình chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 và qua đó, ấn định tỷ số chung cuộc 3-2 để giành lấy tấm vé đi tiếp đến với vòng 5, để chạm mặt với Chelsea. Trước đó tại mặt trận Premier League, với việc chỉ phải đón tiếp Southampton đến làm khách, thì đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp đã không gặp quá nhiều khó khăn để bóp nghẹt đối thủ bằng chiến thắng với tỷ số 4-0. Tất nhiên, với chiến thắng này thì Gerrard vẫn đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 73 điểm, hiện đang bỏ xa Man City đến 22 điểm. Với cách biệt này thì chỉ cần Liverpool có được 6 chiến thắng kế tiếp, thì họ sẽ lên ngôi vô địch sớm hơn 7 vòng đấu. Trở lại với chuyến hành quân lần này, rõ ràng với phong độ đang rất thăng hoa tuột độ như hiện nay, thì chẳng có gì làm khó được Liverpool lúc này, chứ đừng nói gì đến một đội bóng chỉ đang đứng ở vị trí cuối bảng như Norwich. Tuy nhiên, ở trận này đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp chỉ cần một chiến thắng nhẹ nhàng đã là quá đủ để làm vui lòng người hâm mộ, bởi chỉ sau trận đấu này ba này thì Gerrard sẽ trở lại với mặt trận Champions League và đến làm khách trước Atletico Madrid. Như đã nói, Liverpool sẽ cố gắng giải quyết sớm 6 chiến thắng còn lại bằng mọi giá, và dốc toàn lực cho việc bảo vệ ngôi vương của mình tại Champions League cũng như đấu trường FA Cup vẫn còn đó. Dự đoán kết quả Norwich với Liverpool. Dự đoán tỷ số 0-2. Chọn kèo châu Á, Liverpool chấp 1.5. Chọn kèo tài xỉu, xỉu. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.